Christmas and a happy new year. Jingle bells, jingle bells. Chúng tôi là Nam Lộc và Thùy Dương. Xin kính chào quý vị khán giả mến mộ của Trung tâm Media. Rất vui được tái ngộ cùng quý vị trong chương trình đón mừng Giáng sinh 2020 của Trung tâm Media sau một thời gian rất là dài xa cách quý vị. Trước hết và quan trọng hơn cả, chúng tôi xin gửi lời kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến một Giáng sinh thật là bình an, vui vẻ và một năm mới thành công và tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, hậu quả bất ngờ của dịch bệnh COVID-19 đã làm tê liệt mọi ngành hoạt động, mà có lẽ ảnh hưởng nặng nề nhất xảy ra đó là lĩnh vực nghệ thuật, phải không ạ? Và hầu như là tất cả các buổi thu hình hay là trình diễn ca nhạc đều bị hủy bỏ. Nghệ sĩ thì không còn cơ hội đi trình diễn hàng tuần như trước nữa. Và khán thính giả cũng không có dịp tiếp xúc hay là gặp gỡ các giọng ca mà họ thường ái mộ. Thậm chí ngay trong cái dịp Noel năm nay, không có một trung tâm ca nhạc nào tổ chức hay thực hiện các buổi đại nhạc hội thu hình để đón mừng lễ Giáng sinh như những năm trước đây. Vì thế cho nên để xoa đi những buồn phiền và làm cho không khí của lễ hội 2020 được thêm phần tươi vui, hào hứng và ý nghĩa, Trung tâm Asia đã cố gắng thực hiện một chương trình ca nhạc kịch đặc biệt với chủ đề Asia Christmas Special. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Thưa quý vị, bài hát mở đầu chương trình hôm nay là một nhạc phẩm có tựa đề What Child Is This? Được sáng tác bởi một người nhạc sĩ người Anh tên là William Chadden Dix cách đây hơn 100 năm. Thật ra, nghề chính của ông William Dix là một người giám đốc của một công ty bán bảo hiểm. Tuy nhiên là sau khi ông trải qua một cơn bạo bệnh, nằm liệt trên giường chờ chết, thì tự nhiên ông đã tập trung đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thì bỗng nhiên ông cảm thấy có một sự thay đổi trong tinh thần và rồi từ đó hồi phục. Trong thời gian này thì tác giả đã soạn một loạt những bài ca, thánh ca và nhạc phẩm What Child Is This dựa theo một bài thơ của chính ông có tên là The Manger Throne. Child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whose angels greet with anthems here, while shepherds watch her keeping. So bring him incense cold and myrrh compassing, and king to him, the King of Kings, salvation brings, let loving hearts enthrone him. Sleeping, whose angels greet.
them sleep while shepherds watch our keeping. This is the Christ, the King, whom shepherds guard, the angels sing. Chúng ta đã gặp lại nữ ca sĩ Sheila sau nhiều năm xa cách. Và cô cũng là một trong số rất ít ca sĩ Việt Nam đi vào dòng chính của thị trường âm nhạc Hoa Kỳ. Sheila đã có những đĩa nhạc do chính người Mỹ thực hiện và sản xuất. Chắc chắn là Thùy Dương và quý vị cũng đồng ý là Sheila đã trình diễn xuất sắc nhạc phẩm này trong phần trình diễn vừa qua, phải không thưa quý vị? Sau đây, để tiếp theo chương trình, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức một ca khúc tiền chiến bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam. Bài hát được sáng tác cách đây hơn 80 năm về trước, đó là nhạc phẩm Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương, một nhạc sĩ người miền Trung nhưng ông ra Hà Nội học. Trong đêm giao thừa năm Kỷ Mão 1939, vì còn là sinh viên nghèo không có tiền để về Huế ăn Tết, lang thang trên những con đường của Hà Nội 36 phố phường, ông đã viết lên tâm sự của mình trong nhạc phẩm Đêm Đông, và bài hát này đã trở thành một ca khúc bất tử của kho tàng âm nhạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đêm Đông qua giọng hát chuyên cảm của nam ca sĩ Gia Huy. Chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đây buông lững lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa răng mắc như nhung tiêu điều, sương thướt tha bay ủi điều hiu. Đêm đông xa chung cô hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong trông. Hồn tương tư đêm đông, cả như đôi gương ôm sầu riêng bóng, gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió gieo sầu mi, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Đêm đông ôi ta nhớ nhung đường về xa xa,
đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương, đêm đông ta lê bước chân phong trần tha phương, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà. Mà Trung tâm Asia đã thực hiện hơn hàng chục năm qua. Trong mùa Noel năm nay đặc biệt, nhạc sĩ Lê Đức Long đã sáng tác một nhạc phẩm dành riêng cho Trung tâm Asia với tựa đề Giáng sinh phận người. Mà ngày hôm nay Thùy Dương đã được cơ hội để mà mời nhạc sĩ Lê Đức Long chia sẻ tâm tình cũng như là ý nghĩa của nhạc phẩm mới nhất này của ông. Thùy Dương xin chào anh Lê Đức Long. Thật sự ra thưa quý vị, Thùy Dương gọi là anh nhưng mà ở ngoài đời thì Thùy Dương gọi là bác Long. Thùy Dương xin chào nhạc sĩ Lê Đức Long. Lê Đức Long xin kính chào tất cả quý vị của khán giả, thính giả của Asia và xin chào Thùy Dương. Vâng, nhạc sĩ Lê Đức Long có thể chia sẻ cùng với mọi người cái ý nghĩa cũng như là cái lý do mà nhạc sĩ đã sáng tác nhạc phẩm Giáng sinh phận người. Dạ, tôi xin chia sẻ như thế này. Tôi nhớ từ khi còn trẻ, ngày xưa từ Việt Nam, mỗi một lần mùa Giáng sinh đến thì cái bài Trời cao hãy đổ sương xuống, tôi nhớ là của nhạc sĩ Duy Tân. Mỗi một lần mùa Giáng sinh đến thì cái bài hát nó vang vọng vào trong đời mình và nó ấn tượng vào trong đời mình. Cho nên bài Noel nó luôn lúc nào ấn tượng trong người mình. Tôi muốn viết cái bài đó thời gian đã lâu. Nhưng mà vì thời gian trôi qua trong hoàn cảnh đời sống và trong cái tuổi trẻ, tôi lại viết theo nhạc tình cảm, theo đời sống của mình trôi qua. Nhưng mà bây giờ mùa Noel đã đến. Cách đây 2-3 năm tôi trở về. Khi mình lớn tuổi rồi, tôi trở về với Thiên Chúa, tôi trở về với nơi đã tạo dựng lên mình. Thì tôi học hỏi về Kinh Thánh, học hỏi về lời Chúa. Thì 2-3 năm vừa qua, tôi không muốn viết nhạc đời nữa.
Tôi muốn xa lánh tất cả chuyện của đời. Tôi muốn vòng về với người mà đã tạo dựng nên mình. Thì vòng về với Thiên Chúa, cội nguồn sanh ra mình, cội nguồn tạo dựng ra mình, cội nguồn cho mình những cái hạnh phúc của đời sống này. Cách đây vài tuần ấy, tôi có người bạn rất là hay về Kinh Thánh, chọn về Kinh Thánh hướng dẫn cho tôi. Thì tôi mới hỏi ý kiến của anh ấy. Thì ý định của anh thì anh cho tôi một cái melody nhỏ đó. Thì tôi từ đó tôi mới làm với anh đó, sản xuất ra một cái bài này rất là ngạc nhiên. Khi tôi đang làm thì tôi nghĩ rằng làm thôi, không nghĩ rằng mình sẽ làm đưa ra ngoài public. Tại vì mình ca tụng Thiên Chúa bởi bản thân mình thôi, chứ không muốn phô trương mình nữa. Thì đùng một cái, chị Thi Vân gọi đến để muốn dùng cái bài này. Thế là Chúa hướng dẫn cho mình, Chúa đi bước trước, Chúa cho mình, chọn lựa cho mình con đường mình đi. Thế là tôi rất là vui mừng và sung sướng để viết tiếp cái bài đó một cách nhanh chóng. Và khi làm bài này xong, được đưa lên trung tâm Mesa, thì tôi rất là hạnh phúc. Tôi cảm hạnh phúc là tôi đã làm được điều gì còn lại trong thời gian đời sống còn lại. Nhưng là những phút mình còn lại trong đời sống để mình ca tụng, chúc tụng Thiên Chúa, người đã tạo dựng lên thế giới, con người, trái đất và tất cả những gì hiện có hôm nay. Cho nên đây là một dịp cũng may mắn, như là Chúa đã đi bước trước dành cho tôi cái sự may mắn này. Tôi xin cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ Eza, cũng như là cảm tạ chị Thi Vân, cảm tạ Thị Dương và cảm tạ tất cả những thính giả của trung tâm Eza. Thầy Dương xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Đức Long. Và thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mới nhất của Lê Đức Long, đó là Giáng Sinh Phận Người, sẽ được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát của ca sĩ Thanh Lan và Đoan Trầu. Con ngự đến, ôi đã bao nhiêu mùa tuyết rơi rơi trong đời, lại mùa đông băng giá người ơi. Ngày xưa Thiên Chúa xuống trần cứu độ nhân loại, trời cao thiên sứ loan truyền Chúa con ngự đến, mang xuống ơn an bình thế gian luôn mong đợi, hằng quặn đau rên xiết từng ngày. Vì ai Chúa bỏ trời cao xuống làm người, hồng ân đổ xuống trần gian, ai đi trong đêm tối hay đến muôn cây trông. Ngôi hai Thiên Chúa khoan nhân từ ái, tin vui đổi mới, Chúa Giêsu xuống thế làm người. Trần gian hay đến tôn thờ Chúa sinh ra đời, tình yêu Thiên Chúa cao vời giúp con vượt thoát bao khó nguy không rời, Chúa khoan dung muôn đời, người bỏ ngôi cao xuống phận người, người bỏ ngôi cao xuống phận. Mùa đông sương khói mây mù bủa vây muôn trùng
trần gian dương thế đón chào Chúa con ngự đến. Ôi đã bao nhiêu mùa tuyết rơi rơi trong đời, lại mùa đông băng giá người ơi. Ngày xưa Thiên Chúa xuống trần cứu độ nhân loại, trời cao thiên sứ loan truyền Chúa con ngự đến, mang xuống ân an bình thế gian luôn mong đợi, hằng quặn đau rên xiết từng ngày. Vì ai Chúa bỏ trời cao xuống làm người, hồng ân đổ xuống trần gian. Ai đi trong đêm tối hãy tìm đến nguồn cậy trông. Ngôi hai Thiên Chúa khoan nhân từ ái, tin vui đổi mới Chúa Giêsu xuống thế làm người. Trần gian hãy đến tôn thờ Chúa sinh ra đời, tình yêu Thiên Chúa cao vời giúp con vượt thoát bao khó nguy không rời. Chúa khoan dung muôn đời, người bỏ ngôi cao xuống phận người. Bao khó nguy không rời, Chúa khoan dung muôn đời, người bỏ ngôi cao xuống phận người. Người bỏ ngôi cao xuống phận người. Thưa quý vị, nhắc đến phận người thì chúng ta không thể không nhắc đến số phận của những đồng bào tị nạn hiện đang sống vất vưởng tại Vương quốc Thái Lan cũng như tại Indonesia. Thưa quý vị, gần 2.000 người, hầu hết đã được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp cho họ quy chế tị nạn. Tuy nhiên, cánh cửa của những quốc gia tự do hầu như đã khép lại, ngoại trừ một chương trình định cư rất hạn chế có tên là Private Sponsorship ở Canada, nhưng cũng đã bị tạm ngưng vì đại dịch COVID-19. Nhiều trường hợp đã đậu phỏng vấn và đã được cơ quan IOM khám sức khỏe để chờ đợi lên đường từ gần một năm qua, nhưng rốt cục vẫn phải ở lại, tiếp tục cuộc sống bất hợp pháp tại các nước tạm dung, không công ăn việc làm, không nơi trú ẩn hay là được ở trong các trại tị nạn như ngày trước. Nhân dịp mùa Giáng sinh về, để an ủi một phần nào nỗi bất hạnh của các trẻ em tị nạn, Trung tâm Asia đã mạo muội gửi một phần quà nhỏ sang Thái Lan để cho các anh chị em thị nguyện viên có thể mang đến những cái món quà này cho các em. Đa số các em mà quý vị nhìn thấy ở trên video đều là những đứa bé chưa từng nhận được những món quà Giáng sinh nào ở trong đời, mặc dù các em vẫn đi lễ nhà thờ trong những mùa Noel. Bởi vì các em là con cái của các gia đình tị nạn từ Việt Nam, thuyền nhân năm xưa cũng có, nay lại có thêm các cựu tù nhân lương tâm hoặc nạn nhân Formosa, Cồn Dầu, Vũng Áng hay đồng bào thiểu số đã phải bỏ nước ra đi vì không được tự do hành đạo, hầu hết là theo đạo Tin Lành bị đàn áp ở vùng Tây Nguyên, vân vân. Thôi thì của ít lòng nhiều, đúng không ạ? Miễn là làm sao chúng ta đem được niềm vui và nụ cười đến cho các em dù chỉ trong giây phút cũng đáng quý rồi, phải không thưa quý vị? Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin phép được mang đến niềm vui và nụ cười Giáng sinh đến cho quý vị qua một màn hài kịch có tựa đề là Món quà bất ngờ với các diễn viên Trần Thiện, Mỹ Lan và chị Kayla. Xong rồi nè con. Ok, bây giờ con đi phát quà đó, 15 phút nữa con trở lại nha. Ủa, con không có chờ bạn con tới đâu con tiếp sao? Hồi trưa này má đã tiếp hai nước bạn con với ba má của nó rồi. Ồ, hai người đó má có thích không vậy? Ừ, má thấy cũng được đó. Được hả? Ồ, mà má ơi, còn một người nữa. Bây giờ má đợi cho con về nha, xong chút xíu hai má con mình tính sao nha. Ừ, được okay. Đó con. Nhưng mà nè,
con tính đi đi về cho lẹ lẹ nha. Dạ, không? Dạ, dạ. Chứ má không có cầm cự được mấy cái bà mẫu hậu như thế con trai đó đó nha. Dạ ok má, con đi nha. Ta ta ti ta ta ti 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 ti. Hello. Ôi, cũng bốn. Tôi đánh tôi rồi. Ông tìm ai? Tôi tìm nhà của ông Mỹ. Là con gái của bà Lý Lệ Lan. Thì tôi là Lý Lệ Lan nè. Anh đây á, chắc có phải là ba của cậu Thủy không? Cậu Thủy đang đậu xe phải không ông? Giờ mời ông vào. Cái gì? Cách nhau 6 feet mà chị. Cái này 4 feet nè, tay tôi 2 feet, đúng 6 feet tôi đo rồi. Nhưng mà xin lỗi ông anh, tôi cần phải đóng cửa lại. Không sao, bà chị để đó tôi. Tôi có thuốc sát trùng nè. Thôi được rồi. Nhà của tôi để tôi lo. Anh cứ vào đi nha, anh cứ vào đi. Thì tôi đóng cửa được rồi. Mà xấu huyết nha chị. Thôi mời ông anh ngồi nha. Tôi đứng đây, tôi đợi cậu Thủy vô á, tôi đóng cửa luôn cho nó tiện. Bà chị ơi, tôi đi có một mình nè chị à. Vậy anh là ai? Tôi là ai? Trời, cái ông này. Tôi hỏi ông là ai? Ông lại hỏi lại ông là ai? Vậy thì ai biết trả lời đây? Tôi xin tự giới thiệu, tôi Trần Văn Ai, là thân phụ của cháu Trần Ai Trọng Thủy. Tôi yêu cầu chị mang cái mặt nạ vô. Nè, cái ông nêu sầm, ông đâu có nói rằng là chủ nhà tiếp khách mà phải đeo mặt nạ đâu ông. Mà tôi đề nghị ông anh nha. Hả? Một là anh đeo luôn cái mặt nạ đó. Cái này. Hai là ông tháo nó ra ông nói chuyện với tôi. Ông làm gì mà ông cứ tụt lên tụt xuống tụt lên tụt xuống tụt lên tụt xuống hội hả? Tôi chống cả mặt luôn à. Tôi tới đây là vì con trai tôi thôi. Nhưng mà nếu mà chị muốn tôi bỏ ra thì thôi tôi theo lời chị vậy. Hồi nãy bà chị mời tôi ngồi mà tôi chưa ngồi, giờ tôi ngồi nghe đứng mỏi chân chết luôn à. Thôi đâu khoan. Hả? Tôi đang suy nghĩ là tôi có nên mời ông ngồi không đây nè. Đâu có sao đâu, tôi có đem thuốc sát trùng nè, tôi tự xử được mà đó. Không phải. Sạch sẽ. Ý của tôi muốn nói á là liệu chúng ta có nên tiếp tục làm mất thời giờ của nhau hay không? Có cái gì đâu mà mất thời giờ chị. Chị mời tôi tới đây thì tôi tới đây nè. Đó. Trước đó là ăn tiệc. Sau nữa đó là bàn cái chuyện xui gia giữa tôi với chị. Thôi, chuyện con anh không tới thì làm sao mà tôi so được với hai cậu kia. Thôi, mà chị muốn lựa ai đó chị lựa ha. Nhưng mà tôi còn chuyện nữa, là tôi phải ở đây để mà tôi tặng cái món quà cho Juliet theo lời của thằng con trai tôi thì tôi mới được đi về. Tặng quà hả? Đúng rồi. Ủa, bộ ông không nghe mẹ con tôi thông báo là không có nhận quà, chỉ nhận tiền thôi sao? Ồ vậy à? Tiền thì dễ quá trời, tôi móc túi ra là có tiền liền. Ừ. Đó. Còn quà đó hả, nói thật với chị ha, mình bỏ thời giờ ra mình đi lựa một món quà vừa ý cho cái người mình yêu thích, cái đó mới nói lên được cái sự quan tâm lẫn nhau đó chị. Chưa. Bộ ông biết cái nhà này, cái tập tục của nhà tôi, năm nay tôi đã nói rồi là khi mà tới đây đừng có nói cái chuyện mà buồn, chia ly hay chết chóc gì trơn á. Và không có nhận quà, chỉ nhận tiền. Nghe bà chị nói vậy à, tôi thấy hình như bà chị muốn đuổi khách rồi phải không? Anh dùng cái tiếng đuổi thì cũng hơi bị nặng đó. Nhưng mà thôi, tôi đã mời ông anh tới đây rồi thì tôi cũng phải mời ông anh ăn cái gì chứ phải không? Quà cáp, chuyện nhỏ, thôi bỏ đi. Chỉ có điều... cái chuyện mà anh nói làm xui gia gì đó, tạm ngừng đây đi. Ngừng thì ngừng chứ. Xin lỗi bà chị à, không biết ai tiếp cho biết. Nhưng mà không được, tôi phải ở đây. Tại con tôi á, nó nói là tôi phải trao cái món quà này cho cô Juliet, tôi chưa có về được. Con cái bây thời buổi này nó muốn cái gì là cha mẹ phải làm theo ý nó. Thì trong khi chờ đợi Mỹ nó về, thì anh cũng phải cho tôi mời anh ăn cái gì đi chứ. Biết rằng lỗi tại Newsom, nhưng tôi không để anh dắt mồm về không. Tôi chịu bà chị, thơ hú là tôi chịu à. Hello bác. Ủa, chào bác, sắp tới rồi hả? Dạ, con sắp tới rồi. Không về đó con. Dạ. Ồ, hả? Tại sao mà chưa có để phần phở cho bác ăn vậy? Thì má định dọn rồi đó, nhưng mà bác đây bác nói bác chờ con về. Hả? Bác chờ con về để bác trao món quà của thằng Thủy nó muốn tặng cho con đó. Hả? Hồi nãy con cũng mới nói chuyện với anh Thủy trên FaceTime. Con nói chuyện với nó rồi hả? Dạ đúng rồi. Ê, con có nhắc nó mình không có nhận quà, chỉ nhận tiền thôi. Đương nhiên rồi. Nè,
ảnh cũng có gửi tiền qua đâu cho rồi nè, mới gửi về. Ủa, có gửi tiền rồi nè. Đúng rồi. Được, nó dạy gái giống tí nó. Được hết con. Ủa, nhưng mà con này. Dạ. Má không có vui đâu đó nha. Sao vậy? Cái cậu Thủy này cũng kỳ nữa. Bộ cậu không biết bữa nay là một cái ngày rất là quan trọng hay sao? Hai người bạn kia của con, người ta lịch sự, người ta đưa mẹ, người ta tới đây gặp mẹ rồi. Vậy mà cái thằng Thủy này nó không tới. Nó gửi cái ông già này tới làm gì? Ấy, gì bác đâu có thấy già gì lắm đâu, cũng cỡ mẹ thôi mà. Mà má ơi, at least mình cũng phải cho uống nước hay là ăn trái cây gì đó mà, sao mà kỳ cục vậy? Con ơi con, trái cây thì lúc nào bác cũng sẵn sàng. Tôi không biết cái trái cây của nhà này ra làm sao, chứ còn trái cây của tôi đó hả, là tôi có tẩy trùng rất là đàng hoàng, nó ăn là sạch sẽ, không có vi trùng, hiểu chứ không? Trời, cái ông này ông kỹ ghê đó con à. Chắc má của cậu Thủy này á, chiều ổng cũng cực dữ à ha. Tôi đâu có phước vậy chị, đâu có ai chiều tôi đâu. Tôi một cô vợ mà. Mẹ cũng một cô chồng. Ê, cái con này tự nhiên khai ra làm chi vậy con? Ờ con, đâu rồi quà đó mấy con coi. Ờ dạ sao dạ đây nè. Đây con quắt phát quà dạ, sao dạ, rồi? Đúng rồi. Bác biết sao không? Dạ, con đi phát quà cho homeless. Ờ sao con? Dạ, con đi ra ngoài á, đèn đỏ hay là stop sign con có thể cho người ta đàng hoàng được. Nhưng mà đó đèn xanh á, con phải lấy một cái, con thảy người ta, con thảy người ta, con thảy người ta lấy đại cái gì đó. Không thôi á, nếu mà đèn xanh á mà con stop vậy đó, người ta bóp kẹt con chết luôn á. Con nói á, với mẹ con nói là mọi người là mình không có lấy quà, mình chỉ nhận tiền. Là mình có thể mua mấy cái chuyện này đó. Bởi vậy, Juliet à, cái lúc nãy đó bác nghe mẹ con nói á, nhà này chỉ có nhận tiền. Rồi đến lúc mà bác nghe con nói là thằng Thủy gửi tiền cho con là bác khó chịu lắm đó. Nhà gì đâu mà nói tiền không. Nhưng mà bây giờ thì bác hiểu ra rồi. Cái tiền này là để mua quà để mà tặng cho những người cơ nhỡ, những người homeless, đúng không? Cho nên là bây giờ bác thay đổi thái độ ha. Bác không có về nữa, bác sẽ ở đây. Bác sẽ nói chuyện với là chị xui của bác này ha. Thôi đừng có ham. Xui gì mà xui, con anh nó không có tới chắc là không có xong rồi. Má ơi, nhưng mà con mới nói chuyện với ảnh á, thiệt á là ảnh định tới, nhưng mà ở chỗ làm của ảnh ở bệnh viện á, bệnh nhân nhiều quá, lúc cuối cùng á ảnh cũng phải ở lại working. Ồ, thôi vậy hả? Yeah. Ủa? Thủy nó làm trong bệnh viện hả con? Dạ đúng rồi, mình làm charity chung đó. À, mà cũng nhớ cái anh Romeo mà con kể má nghe không, tháng trước đó. À, thằng đại Romeo đó. Mà là cậu Thủy nhà này đó. Dạ, hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đúng rồi, thằng Thủy á, nó có về nó nói với bác là nó quen với là một cô tên là Juliet, là con đó. Dạ. Nhưng mà Juliet, bác dặn con cái này nha. Dạ. Con với thằng Thủy đó, có quen với nhau đó thì cũng chỉ là bạn bè thôi nha. Tên của con là Juliet, tên của nó là Romeo. Romeo, Juliet, chuyện tình của họ như thế nào, cuối cùng là hai người đó uống thuốc độc tự tử chết hết đó nha. Tầm bậy bạ không à. Tôi đặt tên con tôi là Juliet là tại vì con tôi nó đẹp như là Juliet vậy. Chứ con trai của anh không biết có đẹp trai, tài giỏi gì không mà sao mà mình đặt là Romeo. Má, sao con? Ảnh cũng được á. Cũng coi hình không? Con có hình của ảnh nè. Con có hình nè, đâu đâu đâu, coi coi có được không đó nha. Ok. Cái gì mà Romeo. Ê, má thấy cũng được đó nha. À, chắc là cái cậu Thủy này giống má cậu á nha. Tôi biết là khi mà chị nhìn cái hình đó là chị nói tôi xấu mà. Nhưng mà chị không có nghe cái câu người ta nói. Câu gì? Cha mẹ cú đẻ con tiên hay sao? Tôi đó nha. Chị Nhi ngồi gần tôi dẹp cho mượn cái cây chút xíu nữa. Hả? Xích ra. Ông làm ơn, ông giữ khoảng cách 6 feet giùm tôi. Ông là cái người đề nghị mà, hồi đầu mà. Hồi nãy khác, bây giờ khác. Tình thế thay đổi rồi, bà dẹp nó vô. Thôi thôi, bà đưa tôi luôn đi. Ờ à, con, bác đói lắm rồi đó. Ờ à, bác làm, ủa? Con làm gì cho bác ăn ấy. Nhưng mà tại sao nãy ông nói ông không ông ăn mà vô ông đòi ăn là sao? Hồi nãy khác, hồi nãy ông có đói, bây giờ đói. Ấy, con biết rồi. Bác với má muốn con đi á để hai người nói tâm tình gì lắm không? Trời ok, ơi. Cho luôn đó. Trời ơi, cái gì đâu mà tâm tình mới quen đó mà. Hồi nãy á con thấy sao feet bây giờ mới có 1 feet rồi nha. Xích ra đi ông ơi. Không, xích ra chút xíu đi. Thật ra thì tôi muốn nó đi vô trong đó là để tôi muốn nói chuyện với bà, riêng với bà chốt. Nói chứ gì? Tôi không ăn uống gì đâu. Từ cái hồi mấy cái con Covid này nó xuất hiện trên cái thế gian này á,
là tôi đã nhất định rồi, tôi chỉ ăn những cái món ăn nào mà do bàn tay của tôi nấu ra thôi. Trời ơi, anh đó nha, anh đến đây á, anh không có thưởng thức tài nấu ăn của má con tôi là tôi giận đó nha. Chắc là má cậu Thủy này nấu ăn ngon lắm cho nên anh treo rạng cái tôi nấu mà, phải không? Đâu có đâu, tôi nói tôi một cô vợ là nói cho sang vậy thôi. Thiệt ra là tôi còn single, thằng Thủy nó là con nuôi của tôi thôi. Chứ còn từ cái lúc mà tôi gặp bà đó hả, trời ơi, tôi dòm cái tiếng bà đi, nó uyển chuyển, nó thước tha mà hai bàn tay của bà, trời ơi, nó mượt mà. Rồi cái miệng của bà cười nữa. Tôi biết là bà nấu ăn ngon rồi. Bà, tôi sẽ không ăn đồ ăn tôi nấu nữa, mà tôi sẽ ăn đồ ăn bà nấu cho tôi ăn, bà chịu không? Ông anh này tán gái kiểu này á, rất quá cái trơn trội à. Nhưng mà chắc anh không thành với mấy bà kia vậy á, lỗi tại anh mà, phải không? Thật ra thì tôi không có muốn nói xấu người vắng mặt. Nhưng mà nhất là những cái người mà nó từng chút xíu nữa mém chút là đi qua cuộc đời của tôi rồi. Mấy ông á hả? Thường á, mỗi lần mà chia tay xong á hả, là còn là nói xấu bộ cũ mình không à. Mấy ông á lúc nào cũng là nạn nhân hết trơn, trời á. Cái chuyện đó nó liên quan tới những người khác, người ta nói tới tôi thôi. Tôi nói ví dụ như bà nghe ha. Cái bà thứ nhất đó, bà này là mê cờ bạc nha. Trời ơi, bà mê dữ lắm, bà mê hơn tất cả cái gì trên thế gian này luôn. Ủa vậy bà khi nhà của tôi hết tiền rồi là bà bắt đầu bà mượn tiền bạn bè tôi đó, mà bà mượn đâu có trả đâu. Bà cũng tệ ha. Rồi có cái bà khác thì sao? Bà khác hả? Ừ. Ồ, bà này vui à. Bà này hả, bà ghiền chỉnh sữa. Bà ghiền chỉnh sữa? Vậy bà gọi bà là thợ máy hả? Không, sữa sắc đẹp à. Mà như người ta bình thường á, thì sữa sắc đẹp chỗ nào xấu mới sửa. Ừ. Bà này á, xấu đẹp gì chỗ nào bà muốn sửa là bà sửa. Đến cái độ ha, bà về tới tâm tôi á, con chó nhận không ra luôn mà. Nó thủ quá trời quá đất luôn. Tôi phải ra tôi cột chó lại bà mới vô được á. Anh nói sao chứ, sao mà anh khó tánh quá vậy? Bà sửa sắc đẹp thì cho anh thôi, làm gì mà anh cũng cho. Trời ơi, có đẹp thì cũng phải cho người ta nựng chứ. Đằng này bà sửa từ trên dưới đụng chỗ nào bà cũng cấm hết trơn á, trời ơi, vậy làm sao yêu. Mà tôi nói thiệt, ngay giờ ra đường tôi không biết bà nào là bà luôn á. Vậy à? Ờ. Rồi còn bà thứ ba à, bà thứ nhất á là làm phiền bạn bè tôi. Bà thứ nhì á làm phiền con chó nhà tôi. Bà thứ ba là làm phiền trực tiếp tôi luôn nè. Yêu nhau sao gọi là làm phiền nhau được ông? Bà là võ sĩ mà. Trời ơi, mỗi lần mà bà không hài lòng tôi cái gì là bà đem tôi ra bà vợt. Bà đóng như là đóng bông cát vậy đó. Bà dữ vậy hả? Ừ, trời ơi, võ sĩ mà đai đen. Bà vừa đánh bà vừa xỉa trói, vừa la rầy vừa mắng nhiếc tôi. Trời ơi, như con bà vậy. Trời ơi, anh gặp mà ba bà vậy á, chắc là anh xong sổ đoạn trường rồi phải không? Nhưng mà cũng còn vài bà, nhưng mà nó nói là nhà này không có nói chuyện chia ly chết chóc mà bà cứ khui với tôi nói hoài à. Bà chỉ cần biết bây giờ là tôi là độc thân vô tính, một cô vợ đủ rồi. Cái này ông anh nghe người ta nói gì không? Tôi hiểu rồi. Cái này người ta gọi là lắm mối tối nằm không á mà. Ai mọi người ơi, phở xong rồi. Nãy tôi mới nghe ông kể nãy đó. Cậu Thủy là con nuôi của ông là sao? Tại sao ông kể cho tôi biết? Cái chuyện của thằng Thủy nó buồn lắm. Đúng lắm. Rồi, con nghe sơ sơ vậy đó. Sao con? Thiệt á là ba ruột ảnh là firefighter đó, mà ảnh chưa đầy một tuổi mà ba ảnh đã chết rồi. Mà còn tội hơn nữa má ơi, mẹ ảnh á nghe vậy đó mà còn chết theo nữa. Ôi, bị đau tim. Tôi nói bà nghe, ba của thằng Thủy là lính cứu hỏa mà. Ổng là người cứu tôi trong cái trận lửa đó đó, mà không phải cứu mình tôi nha, cứu nguyên cái một binh lính luôn. Bởi vậy cho nên là tôi mới lãnh tôi nuôi nó từ đó tới giờ. Này ông anh, tôi thấy anh cũng tốt đó chứ. Nuôi cậu Thủy mà ra làm y tá vậy ha, cũng là tốt lắm rồi. Y tá gì má? Bác nuôi ảnh thành bác sĩ luôn. Hả? Gì? Đúng bác rồi. Sĩ hả? Bác sĩ. Thiệt hả? Really? Sao nãy giờ con nói cho má nghe? Hồi nãy bác nghe má nói chuyện hoài mà còn chưa biết ảnh là bác sĩ hả? Chính yêu, má biết là bác sĩ. Thì má đâu có làm khó ông anh đây nãy giờ. Thì cũng bởi là con tôi đó, nó là bác sĩ, cho nên là tôi phải ăn ở sạch sẽ như vậy. Đã, chứ để người ta nói bác sĩ là có ông già ở dơ quá. Đúng rồi. Rồi tôi nói cho anh nghe thì cái vụ của mà cháu Thủy, vì nó bận công việc vậy nó không có tới đây được. Mà nếu mà trong nhà mà có một ông bác sĩ vậy thì cũng tốt không anh ha.
Tôi thấy là mình càng nói á, là càng thấy cái chuyện Suya tôi với bà là không có thành đâu. Ủa? À, hồi nãy bác nói đó, cái tên của con với Thủy đâu có hạt đâu. Ừ. Thấy chưa? Sao không chết hả? Mà chết, hai đứa uống thuốc độc chết, nhớ không? À đúng rồi đó con. Cái tên mà Romeo and Juliet á, nó không có happy ending. Thôi giờ mình bỏ cái tên đó đi con. Ok, nhưng mà được. Con của anh nó cũng tên là Thủy mà. Đúng rồi, rồi con tên là Châu Thị Mỹ. Thì đó, coi là Trọng Thủy, Châu Thị Mỹ là gì? Là Mỹ Châu, Trọng Thủy, Mỹ Châu. Cái chuyện này làm sao? Hả? À, là cuối cùng á, bà phải biết là thần Trung Quy hiện ra sau lưng của bà nói rằng nè, kẻ thù đang sau lưng người đó, cái bà rút kiếm ra. Hả? À, banh chành cả đám luôn. Cũng vậy à. Ông này nói chuyện gì đâu không à. Tôi đặt con tôi á, nó là Mỹ. Ừ. Là Mỹ Nương, chứ đâu là Mỹ Châu như ông nói đâu. Mỹ Nương thì là ra là ngày hôm nay nè, nó là Mỹ Nương. À, tôi mời một buổi tiệc, tôi để cho hai cái chàng Sơn Tinh và Quả Tinh tới nè, để mà coi bác nó đó. Nói như chị vậy, tức là thằng Thủy nhà tôi là Thủy Tinh. Ừ. Càng không được. Sao không được? Tại vì Thủy Tinh nó theo như cái cốt truyện á, là tới trẻ là bị Sơn Tinh nó vớt vợ, nó đem đi mất tiêu rồi. Cầm Thủy nhà tôi cũng vậy thôi. Không có sao, không có sao. Tôi nói cho anh nghe, hồi xưa đó Thủy Tinh á tới trễ là tại vì cả đêm nó cứ buồn chồn không chịu ngủ. Gần sáng nó ngủ quên, nó không tới được. Còn cậu Thủy nhà mình á hả, thì vì cậu phải đi lo cho bệnh nhân, cậu không thể đến ở đây được, thì cái vụ đó mình cũng châm chước được mà không ăn. Cái miệng của bà nó dẻo quá à. Bà bẻ kiểu nào cũng xong hết trơn hết rồi. Nhưng mà tôi khoái. Ok, con hiểu rồi. À, sao vậy? Bác không muốn con làm dâu là tại tên của chúng con đúng không? Đúng rồi. Ok, thôi, vậy cũng ok, bỏ qua đi. Con nghe nói bác có quà cho con đúng không? Đúng rồi, thằng Thủy nó muốn tặng quà cho con. Ok, bác đừng có tặng con, mà bác tặng má con đi. Coi như là tình con duyên mẹ. Không biết tiếng Việt thì đừng có nói bậy bạ, ta cười cho. Tình con duyên mẹ là khi nào mà bác yêu con, mà bác lấy má con thì mới gọi là tình con duyên mẹ. Cái đằng này từ đầu tới cuối là bác yêu có mình má con mà. Vậy là bác nhận rồi hả? Còn má thì thấy sao? Cái con này bữa nay chủ đề chính là con mà, chị mà lôi má vô chi vậy? Nhưng mà má nghĩ sao? Thì má đã nói là không phải chuyện của má mà sao con cứ nói hoài à. Mà nè ông nè, ông nói có quà phải không? Đâu để cho ông cho tôi coi thử coi là cái gì vậy? Cái này là làm bằng hai bàn tay của tôi đó. Ông đẩy màn đi, ông đẩy màn đi. Để anh bàn. Ừ. Giờ bà nói gì tôi cũng nghe trên trời đây, để anh bàn. Ok, để coi coi, nãy gì đây? Ủi, cái gì mà nó mềm mềm, gì cũng cứng cứng nữa. Này, cứng mát cứng cả. Cái mát gì lạ vậy con? Ngồi vậy? Đây, bác biểu diễn không coi. Cái mát này á là bởi vì thống đốc nói vô nhà hàng ăn cũng phải có mát, cho nên là tôi cho các bạn cái bia đây nè, đặt cho mình đút vô. Cũng hay á nha. Nhưng mà con ơi, nãy giờ mình lo nói chuyện, hình như là gần tới giờ với Nghiêm rồi. Tôi phải đi về, chứ không thôi là trễ giờ. Đúng rồi, có chừng tới giờ với Nghiêm rồi con ơi. Dạ. Ok, dạ, thôi, bác ở lại đi. Sao vậy? Mình có phòng nhiều mà, đâu có lo gì. Không được, ông ơi, thằng Thủy nhà bác nó khó tính lắm. Nó không có cho bác ngủ làng như vậy đâu, nó nói nửa gửi. Con nó đặt đâu là mình phải ngồi đó đó không ông? Mình phải ngồi đó. Ok, thôi, bác không muốn ở lại không sao. Bây giờ để con với má con chở bác về nha. Đúng rồi, tôi chở về. Càng không được, mình đi nửa đường rồi, nó tới giờ cho Nghiêm theo không? Thôi, đó còn hay hơn nữa, bạn biết sao không? Dạ. Cái đó là nếu mà khác nhà thôi. Mà bây giờ, bữa nay con, bác với mẹ một nha. Ô, vậy à? Đâu phải mà, má chưa có quyết định gì hết trơn mà, có cái kỳ vậy. Nhưng mà con đề nghị vậy nè, bây giờ đó, con với anh Thủy kêu ngồi ở đâu á, thì bác với má ngồi ở đó. Ok. Con đã nói ngồi đâu ngồi đó nha ông. Dạ. Đây á là cái món quà bất ngờ con với anh Thủy tặng cho ba với má. Cái gì? Luôn gì ba má? Ôi trời ơi. Ba với má. Kỳ quá. Cái con nhỏ này á, nó sinh ra trên đất Mỹ, nó lớn lên trên đất Mỹ mà nó nói tình cảm Việt Nam dễ sợ luôn đó. Chịu quá nha, nhưng mà thôi ba quyết định rồi. Con với má con ở nhà đi, bác đi về một mình được rồi nha. Dạ, ok, bác về nha, dạ, bác về nha, với Nghiêm với nhà ông.
Dạ. Khoan. Con ơi con. Dạ dạ. Cho bác cái hình okay. Tấm hình với má con coi. Ok. Ông xin cha. Tôi đã nói ông rồi, phải giữ khoảng cách 6 feet giùm tôi đi. Tỉnh gì? Phải giữ khoảng cách 6 feet chứ. Còn nếu mà ông muốn đứng gần tôi chụp hình hả? Thì thôi đợi có vaccine đi rồi tính. Thôi kệ con ơi, chụp đại đi. Ừ, chụp đi. Bác về nhà bác dùng Photoshop bác kéo bả vô cũng chắc ạ. Ok. 1 2 3. Trong ký ức những người viễn xứ, có rất nhiều hình ảnh hoài niệm nhắc nhớ về quê nhà. Một trong những điều đó là mùa Giáng sinh. Giáng sinh Sài Gòn khác xa những Giáng sinh lộng lẫy bên xứ người, vì đó là giấc mơ về một mùa đông miền nhiệt đới, cũng có tuyết, có cây thông Noel, nhưng chỉ là những cảnh trí mô phỏng để vẽ lên không khí một mùa sao sáng diệu kỳ, tụng ca khoảnh khắc Chúa Giáng Trần. Những mùa Giáng sinh quê nhà, nơi nơi trang hoàng hang đá, đèn nê ông rực rỡ, cùng những ngôi sao bê lem lấp lánh trên nóc cao nhà thờ và cả trên khắp những nẻo đường xóm đạo. Chính trong khung cảnh đẹp đẽ, thanh bình đó, mùa Giáng sinh Sài Gòn cũng đã xe duyên cho biết bao đôi lứa yêu nhau. Mà tình yêu thì lúc hợp lúc tan, thế nên những ca khúc về Giáng sinh của Sài Gòn bởi vậy mà luôn man mác buồn. Và buồn nào hơn khi một trong hai người nay đã trở thành kẻ viễn xứ. Đến lúc quay trở lại cố hương, về lại xóm đạo ngày xưa, sau nhiều năm xa cách, mùa Giáng sinh vẫn ở nguyên đó, như chưa từng đi qua những bão giông thời gian. Nhưng người tình ngày xưa nơi xóm đạo ký ức thì đã muôn nẻo đường đời. Thật kỳ lạ, dù có đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới này, tận mắt nhìn thấy những bông tuyết bay bay, những cây thông Noel thật đẹp lộng lẫy, và những mùa Giáng sinh linh đình ở Paris, New York, Thành Viên hay bất cứ đâu, nhưng sự lộng lẫy đó vẫn như có điều gì xa lạ với chúng ta. Trong ký ức của người Việt viễn xứ, những xóm đạo, những thánh lễ đơn sơ, những cây thông giả, bông tuyết giả, hay hang đá làm từ bìa và phun màu lên, vì sao lại chân thật, lại đẹp đẽ và nhiều cảm xúc nặng lòng đến vậy? Có lẽ vì có em ở trong khung trời ký ức ấy, có lời hẹn thề bên góc giáo đường, có biết bao kỷ niệm bên nhau nơi xóm đạo quê nhà yêu dấu, biết bao mùa Giáng sinh lộng lẫy đã trôi qua nơi xứ người, vậy mà tiếng chuông nơi xóm đạo năm xưa cứ vang vọng trong lòng. Con người sẽ luôn ra đi vì một lý do nào đó, vì một mộng tưởng xa xôi. Và có lẽ chỉ có ký ức mùa Giáng sinh là vĩnh cửu, bất biến trong lòng chúng ta. Ngày xưa nơi xóm đạo yên bình, một chiều tàn lễ tôi tình cờ quen em. Mùa Noel đó ta cùng nhau ước thề, bên góc giáo đường trở thành lễ đơn sơ. Kiếp sống nhỏ nhoi chưa nhuốm bụi phong hồ, đoạn đời sương gió ôm ấp mộng ly hương. Nhiều đêm xa xứ đâu đây chợt nghe tiếng chuông,
nơi chốn giao đường. Giờ đây em tôi có buồn. Bao mùa Noel qua, sao mùa xưa đã già. Hồi chuông xóm đạo còn trông thương nhớ người em trốn giao đường. Mùa sao sáng năm nào nhìn chung xa khuất, đâu còn mong thấy nhau. Lối vắng tình liêu chân bước lần quay về. Nhiều năm viên sư ngỡ đời tựa cơn mê. Chiều nay sớm cũ vang hồi chuông não nề. Ngỡ dáng em về cùng nhau nỗi câu thề. Sống nhỏ nhoi chưa nhuốm bụi phong hồ. Đoạn đời sương gió ôm ấp mộng ly hương. Nhiều đêm xa xứ đâu đây chợt nghe tiếng chuông. Nơi chốn giao đường giờ đây em tôi có. Bao mùa Noel qua, sao mùa xưa đã già. Hồi chuông xóm đạo còn trong thương nhớ. Người em trốn giao đường, mùa sao sáng năm nào. Nhìn chung xa khuất, đâu còn mong. Lối vắng tình liêu chân bước lần quay về. Nhiều năm viên sư ngỡ đời tựa cơn mê. Chiều nay xóm cũ vang hồi chuông não nề. Ngỡ dáng em về cùng nhau nỗi câu. Chiều nay sớm cũ vang hồi chuông não nề. Ngỡ dáng em về cùng nhau nỗi câu thề. Từ đầu chương trình đến giờ đó, Thùy Dương cũng như là anh Nam Lộc cứ mãi trò chuyện về người khác mà Thùy Dương cũng quên là hỏi ông anh của Thùy Dương là anh đã chiến đấu với đại dịch COVID-19 như thế nào rồi. Vâng, cảm ơn Thùy Dương, nhờ trời thì tôi vẫn sống nhàn rạc. Nhân đây cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị cũng như thân hữu ở khắp nơi đã có nhã ý hỏi thăm về những cái tin đồn rất là nhảm nhí. Và tôi còn nhớ là cái show cuối cùng, thưa quý vị, mà tôi trình diễn là ở bên Úc Châu vào cuối tháng 2 năm 2020. Và mặc dù lúc đó cái việc dịch bệnh mới bắt đầu phát hiện ở bên Trung Cộng của một vài quốc gia thôi, tuy nhiên cô thấy là tôi đã rất là cẩn thận, đi đâu cũng phải đeo cái khẩu trang, ngay cả làm MC cũng phải đeo cái mặt nạ trên cho chắc ăn. Sau đó thì thưa quý vị, khi trở về Mỹ thì tôi có thu hình cho bộ DVD Những Người Lính Bị Bỏ Rơi vào giữa tháng 3 năm 2020. Và từ đó đến nay thì là tôi tu tại gia, không dám đi đâu cả.
cancel tất cả các chương trình văn nghệ lưu diễn cũng như là những cái show truyền hình vân vân. Và mãi cho đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi mới dám xuất hiện trở lại vì muốn góp phần mang niềm vui cho mọi người trong cái dịp lễ Giáng sinh này, thưa Thủy Dương. Wow, đầu tiên đó, Thủy Dương rất là vui là anh đã có mặt ngày hôm nay. Nhưng mà anh hơn 10 tháng nằm ở nhà, có cảm thấy hơi bị bó chân không anh? Không bị bó chân được như nào cả. Thưa quý vị, ngược lại rất là khác. Là bởi vì mỗi ngày tôi có thể chạy bộ cả mấy tiếng đồng hồ không như ngày trước. Và thú thật với quý vị, hình như chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống nó bình yên và thanh thản như hiện nay. Quẳng đi tất cả những lo âu phiền muộn hay cái lịch trình làm việc bận rộn để có dịp một mình ngồi kiểm điểm lại những gì mình đã sống, đã làm và đã thực hiện trong suốt 75 năm qua. Nhất là có thời giờ để xem lại các tài liệu từ sách vở cho đến hình ảnh hay video, băng, đĩa nhạc v.v. Đồng thời ôn lại những kỷ niệm cũ để chuẩn bị cho những cái tập hồi ký riêng của mình. Mà tôi thiết tưởng nếu không có cơ hội này thì sẽ chẳng bao giờ tôi có thể làm được những điều vừa kể. Và cũng từ đó tôi có thể hoạch định cho mình một hướng đi mới trong cái thời gian hoàng hôn của cuộc đời. Mà một lát nữa đây, nếu có cơ hội thì tôi sẽ chia sẻ cùng với Thùy Dương và quý vị khán giả. Wow, anh Nam Lộc, em cảm ơn anh Nam Lộc rất là nhiều. À, thưa quý vị, là riêng đối với Thùy Dương thì trong thời gian vừa qua, Thùy Dương cũng thỉnh thoảng xem những cái cuốn video của trung tâm Asia cũ. Và nhất là Thùy Dương nhớ là có một cuốn Asia hình như là số 6 với tựa đề Giáng sinh vào năm 1994, với sự xuất hiện của rất là nhiều những ca sĩ mà Thùy Dương đã mến mộ từ lâu. Ví dụ như là Ngọc Lan, Duy Quang, anh Tuấn Ngọc, anh Đoan Hồ, Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến, Linda Trang Đài. Thùy Dương còn nhớ là hình như là đó cũng là cái cuốn video đầu tiên mà thần tượng của Thùy Dương là chị Như Quỳnh cũng đã xuất hiện trong nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông. Và có rất là nhiều ca sĩ trong cái chương trình đó, một chương trình rất là ấm cúng, rất là hay. Và Thùy Dương còn nhớ qua sự MC đúng không anh Nam Lộc, của Công Thành cũng như là chị Thùy Dương. Đúng vậy, giống như Thùy Dương vừa diễn tả, tôi cũng rất thích cái bộ DVD đó. Và khán giả cũng vẫn muốn được xem lại dù đã hơn 25 năm qua. Và trong mùa Noel năm nay, Trung tâm Asia xin kính mời quý vị nghe lại những âm thanh đầy kỷ niệm đó qua một liên khúc gồm những sáng tác viết về Giáng sinh rất quen thuộc và nổi tiếng. Đó là các nhạc phẩm Màu Xanh Noel, Mùa Đông Thương Nhớ, Hai Mùa Noel, Sương Lạnh Chiều Đông, Cho Kỷ Niệm Mùa Đông, qua phần trình diễn hợp ca của Diệp Thanh Thanh, Lê Quốc Tấn và Ngọc Lan. Anh có nhà chơi.
sửa phai nắng dấu mòn đường lối, soi bóng trong đồi mà hoa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiến đưa. Chợt thấy lòng như giật giữ bị lockdown. Bây giờ thì quý vị cho phép tôi được hỏi thăm về sinh hoạt của Thùy Dương như thế nào. Bởi vì nhất là từ khi mà có nhiều người ngạc nhiên khi thấy mà hai vợ chồng cô xuất hiện trong chương trình Shark Tank của ABC,
Và đặc biệt đó là không phải là làm MC mà lại quay sang là những người kinh doanh trẻ. Như vậy thì Thùy Dương có thể chia sẻ với quý vị khán giả của chúng ta về công việc này như thế nào? Vâng, thưa anh Nam Lộc và thưa quý vị là sau khi mà Thùy Dương được đảm trách cái vai trò là mẹ đó thì sau một năm có em bé đầu của Thùy Dương đó, đó là Kaya Khánh Tiên đó thì Thùy Dương có sáng lập ra một cái idea, có một cái like a aha moment, là làm một cái đôi giày mà có thể thay đổi hình ở bên trên để cho Kaya chỉ cần một cái đôi giày đó thôi mà có thể mặc và trang trí cùng với rất là nhiều những cái loại quần áo màu mè khác nhau. Thì Thùy Dương thật sự ra là âm thầm làm việc cũng gần 2 năm mới chế ra được cái cách để mà lock cái giày với cả cái những cái hình của mấy cái con thú đó. Và sau khi mà Thùy Dương tung ra cái sản phẩm này vào cái thị trường đó thì khoảng độ 6 tháng sau thì Shark Tank có tới và có nhà ý là audition cho Thùy Dương audition để mà lên chương trình Shark Tank. Đối với một người entrepreneur đó, đây là một cái giấc mơ rất là lớn bởi vì nó là the best commercial you can ever get. Mà không có dễ gì mà được người ta chọn đâu phải không? Vâng, thì mỗi một năm đó thưa quý vị là khoảng độ 60.000 công ty họ ghi danh để mà audition cho Shark Tank. Và Shark Tank đó thì thật sự ra là họ nhận khoảng độ 120 công ty. Và kể cả họ khi mà họ nhận mình như thế vậy đó thì họ cho mình hai người producers làm việc với mình mỗi một tuần trong một cái thời gian gần như là 6 tháng để mà pitch, nghĩa là họ làm việc với mình cho cái 2 phút mà mình pitch cái sản phẩm của mình đó. Khi mà mình thâu được rồi đó mà mình có được deal hay là không có được deal đó thì sau khi mà họ đi về họ edit đó, họ không có guarantee là mình có thể được lên chương trình Shark Tank. Đúng vậy. Tại vì nó tùy theo là cái chương trình của mình nó có hấp dẫn hay là không. Đúng rồi. Cho nên là thưa anh là thật sự ra là cái journey cái hành trình đó nó cũng rất là gian nan và bất thì dừng một năm từ khi mà bắt đầu cho đến khi mà cái chương trình nó được lên ABC. Và quý vị nào mà có xem cái chương trình đó thì cũng thấy rằng là tụi này cũng chiến đấu đến cuối cùng nhưng mà cũng may mắn là được nhà là người Shark là Damon John đã invest vào cái công ty tụi này. Wow, rất là hãnh diện về sự thành công của Thùy Dương. Xin chúc cho công ty của cô mỗi ngày phát triển một cách tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, sau đây để tiếp tục chương trình Asia Giáng sinh đặc biệt, kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mùa Hoa Tuyết của nhạc sĩ Xuân Điềm qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư. Kiếm hôm qua nay ai thế cây màu lá ngà và tuyết đâu rơi trên cành thông lá ngọn đông phong kìa muôn tình tu như ai hái từ quãng cao nơi nơi sáng ngời ánh sao sáng mắt khoe ngàn sắc màu chợt nhớ sang ngày mùa hoa tuyết năm xưa đã về ngày lễ Noel nhưng đồn xa khó về thăm em chặn cười thương nhớ em anh giữa mùa Giáng sinh bơ vơ chiến binh chắc em anh đang cầu xin lạy Chúa Chúa cứ thế non nước con ngàn sâu bể chinh chiến lan tràn sơn khê xin giúp cho vượt bên cho bao kẻ ra đi lại về
vợ trẻ không hai lần đò, bầy trẻ không cha sầu lo. Lạy Chúa thương con, người yêu dấu không mòn tấc lòng. Thì dẫu xa nhau nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu. Tình chúng hai đứa như hoa tuyết mùa Giáng sinh, chung trinh gửi người chiến binh, tuy cách xa nhưng mà gần nhau. Vâng, thưa Thị Dương và thưa quý vị khán giả, thật ra thì cũng chẳng có gì to lớn cả. Nó chỉ trùng hợp với các dự án tương lai cùng những chương trình nghệ thuật mà Trung tâm Asia đang chuẩn bị giới thiệu đến quý vị khán giả mến mộ ở khắp nơi trên thế giới, để thích hợp với hoàn cảnh cũng như là khuynh hướng thưởng ngoạn âm nhạc hiện nay. Vì thế tôi đã rất là vui nhận lời đề nghị của cô Thi Vân để thực hiện chương trình Asia Podcast truyền thanh và truyền hình trực tuyến trên mạng lưới toàn cầu có tên là Hành trang quá khứ, hành trình tương lai, với mục đích mang những cái tin tức hữu ích liên quan đến sinh hoạt, văn hóa, nghệ thuật cùng với các buổi trình diễn ca nhạc giá trị và ý nghĩa, hầu phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Và Thủy Dương biết không, quan trọng hơn cả đối với tôi đó là một trong những người đã may mắn được tiếp xúc và được sinh hoạt gần gũi với rất nhiều văn nghệ sĩ trong suốt 60 năm qua. Tôi tự nhủ mình có bổn phận phải chia sẻ những cái tin tức trung thực, những kỷ niệm chân quý, những chi tiết quan trọng của các tài danh cùng với các tác giả đã để lại cho đời bao tác phẩm nghệ thuật mang giá trị vĩnh cửu của kho tàng văn hóa Việt Nam. Wow, what a plan! Và thưa quý vị, là những người thuộc thế hệ sau này cũng trẻ hơn một chút thì Thủy Dương cũng rất là mong đợi để mà được nghe và xem những và cũng như là học hỏi anh ạ, đúng không? Học hỏi những tin tức và chi tiết hữu ích từ chương trình Asia Podcast mà anh vừa kể. Hy vọng là anh Nam Lộc sẽ nhanh thực hiện, phải không anh? Dạ, vâng. Mong là như vậy. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục thưởng thức các tiết mục của chương trình Asia Christmas Special.
You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty, who's nice. Santa Claus is coming to town. He knows when you're slipping, he knows if you're awake. He knows when you've been good or bad, so be good for goodness sake. Hey, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh yeah, this is a happy Christmas. I'm gonna ride the horse and be singing a winter song. Listen up now. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bell, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay vui cười, hòa bình đến cho mọi người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Tết xin an hòa, mừng hạnh phúc cho mọi nhà, từ thành phố hay đường quê muôn ước vạn tiếng ra ca vang lừng. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the field we go, laughing on the way, ha ha. Some bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas! Happy holidays, everyone! Na 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 na.